Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đến với tựa game Hỏa Chi Truyền Thuyết. Video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách tăng level nhanh chóng và tối ưu nhất nhé. Hiện tại mình đang là VIP 2 ngày đầu tiên. Mình mới chỉ nạp lần đầu thôi. Hiện tại đang là level 30 rồi. Mình sẽ hạp cấp này có ác của admin nên là không biết sẽ hạp mình bao nhiêu cơ. Sẽ hạp lượt chiến là 7. Anh em muốn tăng lực chiến ở game này thì đầu tiên này đó chính là nhiệm vụ chính. Chính tuyến là bắt buộc làm nên là anh em cứ làm thôi. Tiếp theo đó là nhiệm vụ ngày. Mỗi ngày anh em sẽ có rất nhiều nhiệm vụ ở đây. Anh em làm full thì sẽ được rất nhiều exit ở trong phần nhiệm vụ ngày này. Rồi, ok. Thì tiếp theo đó chính là có bàn. Anh em đi phó bàn bằng cái gì đây? Hakro Yoga. Đó. Viên thể lực đấy, một viên là tăng 60 thể lực. Thì anh em sau khi đi phó bàn đến lúc mà mình không thể vượt qua được nữa thì anh em quét. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em cách quét mà không bị thiếu nguyên liệu. Đây ở phần tâm ninja này này, đó, như ở đây mình thiếu phù bí thuật này, cài lại quét. Đó, sau khi anh em quét thì sẽ được ép ship của nhân vật nhé. Cách tăng level chủ yếu ở trong game này thì đó chính là thể lực. Anh em có càng nhiều thể lực thì sau khi anh em quét thì lực chiến tăng càng nhiều. À quên nhầm, level tăng càng nhiều. Thì làm sao để kiếm thể lực trong game, mình sẽ hướng dẫn anh em. Đầu tiên ở phần phúc lợi, nó sẽ có tiệp thể lực này, 12 đến 13 giờ, 17, 18, 21 và 22, 3 lần để nhận thể lực. Tiếp theo đó chính là trong shop, mỗi ngày anh em sẽ được 4 lượng và sau khi tăng VIP lên thì anh em sẽ có thêm lượng mua bằng 150 vàng. Tiếp theo ở phần quyển này này cũng sẽ có một lượng mua một ngày. Đó, quyển này thì anh em vào lịch luyện tranh đoạt quyển. Ok. Tiếp theo ở phần hành trình ninja, cái phần thứ hai này này, chiêu mộ 50 lần anh em sẽ được 2 viên. Đối với những anh em nạp thì có rất nhiều cách để lên level. Nạp đơn 300 được một viên này, hay anh em tăng VIP lên thì cũng sẽ thêm lực mua. Ngoài ra còn có những tòa ngày này này, đây 100.000 hai viên. Đó.
còn một phần nữa đâu nhỉ? Phần nạp đó, vô đãi ngày này, 22.000 một viên này, 2 viên này, 3 viên này, 2, 4, 6 chục. Đó là những cách tăng level, tập trung chủ yếu vào thể lực nha anh em. Thế anh em có càng nhiều thể lực thì level sẽ càng nhanh, càng cao.